cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái, em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn đó. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Còn điểm yếu của em, nói đến điểm yếu thì em vô tư, em hậu đậu, em đụng đâu bẻ đó. Vô tư là sao? Tức là cái gì nó đến không thôi, rồi cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ sai hết. Kệ nó. Chị đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm ban, là chị chỉ nói về nhà nghe nhạc. Chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Ngu cũng mặn à. Lâu lâu vẫn chào hỏi, nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là không có được cất cây son gì mình cổ nữa.